đây là Trương Đại Lực, trong ngực hắn đang ôm một con thỏ sơ sinh biết nói tên thố thố. Họ Trương muốn đem nó đi bán để đổi lấy một đời sống trong vinh hoa, nào ngờ con thỏ này lai lịch phi thường, là một con thỏ được sinh ra từ vạch đích. Thế giới này vốn mênh mông toàn nước, chỉ có một quần đảo nhỏ ở giữa là nơi tụ hội các anh tài tới tu tiên. Vậy mà chỉ sau một đêm, giữa biển nước mênh mông tinh trần bỗng nổi lên một tòa thành sừng sững, yêu thú bơi lượn vòng quanh, trong thành còn có hai tên đang thì thầm nói chuyện vô cùng thần bí. Một tên nói, lần này chúng ta rời thành ra mặt biển đã tiêu phí toàn bộ sức mạnh của chúng ta, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tốc độ phản ứng của các yêu thú thâm hải nhanh hơn học viện vạn tộc nhiều, di cung vừa mới xuất thế, lập tức sẽ thu hút vô số yếu tố thâm hải. Tên bịt mặt nói xong thì đốt lên một ngọn lửa trong ta rồi bảo, như vậy sợ là rất khó đạt được mục đích của chúng ta, cứ làm hết sức còn trời xanh tự khắc an bài. Trên đường đi về ký túc xá, con thỏ Trương Đại Lực ôm trong ngực đột nhiên kêu lên chi chi. Trương Đại Lực hỏi nó, sao vậy, ngươi kêu cái gì? Con thỏ lập tức chỉ tay về một hướng mà nói, bên kia có bảo bối xuất thế, người hầu, người mau đi lấy chúng cho ta. Trương Đại Lực ngoảnh ngang ngoảnh dọc mà hỏi, bảo bối ở đâu? Con thỏ thố thố liền nói, ở trên mặt biển xa đằng kia, trong một hòn đảo, ta nhìn rất nhiều yêu thú thâm hải đã đi cướp, ngươi cũng mau đi cướp cho ta. Trương Đại Lực nghe thấy hai từ hòn đảo thì sửng sốt mà hỏi, là thật hay giả vậy, không phải nói lục địa duy nhất trên biển tinh trần chính là quần đảo của chúng ta hay sao? Thường Ca cũng đáp, trừ học viện vạn tộc, trên thế giới này đều là nước. Con thỏ khua tay múa chân mà quát, người hầu, các ngươi dám nghi ngờ lời của ta, mau chú ý thái độ của mình đi. Trương Đại Lực túm lấy tai nó mà quát, lừa đảo nói còn có lý hơn ngươi, ngươi thật sự coi mình là chủ nhân à, lão tử đem ngươi đi nướng bây giờ. Thấy hai người nghiến răng nhìn nhau chòng chọc, Thường Ca vội xen vào mà nói, người anh em, mau bình tĩnh, phải xác định bán được bao nhiêu tiền đã. Đại Lực cũng không thèm chấp nhặt với nó nữa, hắn bước tiếp theo Thường Ca mà hỏi, anh Thường, giờ chúng ta đi đâu, còn con thỏ kỳ lạ thì đã ngủ gục trong tay Đại Lực. Thường Ca chỉ về hướng một tòa tháp cao và nói, đi tới thú tháp, ở đó chuyên môn làm kiểm tra cho linh thú, cuối cùng sẽ xác định được giá trị của nó. Thường Ca vui vẻ nói, trước đó rất nhiều linh thú bình thường sau khi kiểm tra thì giá trị đều đột nhiên tăng cao. Có người vì một đêm phát tài mà tài nguyên tu luyện hay mỹ nữ tiên tử gì cũng đều có hết. Trương Đại Lực cười ha ha mà nói, vậy là chúng ta sắp phát tài rồi sao? Một con yêu thú biết nói, quả là hiếm có. Thường Ca và Trương Đại Lực cùng chung ý nghĩ nhìn nhau cười lớn mà nói, muốn không phát tài cũng khó. Hai người vội rảo bước tới trước tháp thú thế nhưng Thường Ca đột nhiên dừng lại khiến Đại Lực hỏi, anh Thường, sao anh không vào? Thường Ca lúc này mới đáp, anh quên mất, bây giờ người phụ trách kiểm tra thú tháp chính là Hùng Năng. Trương Đại Lực mếu máo mà nói, cái gì, địch, đó không phải anh trai của Hùng Mỹ Lệ hay sao, vậy thì tiêu rồi, Hùng Năng còn hận em hơn cả La Phong. Thường Ca đề nghị, hay là cậu đi nhận lỗi với Hùng Năng đi. Đại Lực nắm chặt tay mà nói, anh Thường, cái này liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông đó. Thường Ca xua tay và nói, người anh em, cậu vẫn quá trẻ. Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời, tới tuổi của anh cậu sẽ biết, tôn nghiêm và phát tài nên chọn cái nào. Trương Đại Lực đắn đo một lát rồi cũng hừng hực ý chí mà nói, vậy thì em chọn phát tài. Nói rồi hắn rảo bước lên những bậc thang của tòa thú tháp, Thường Ca đi phía sau khen, người anh em, cậu trưởng thành nhanh thật đó. Hai người bước vào trong tháp thì thấy Hùng Năng đang cầm theo một thanh đao dài luyện võ, vẻ mặt hắn vô cùng khủng bố. Trương Đại Lực bước vào đã gọi vui vẻ, anh. Hùng Năng lập tức chĩa thanh đao về hướng Trương Đại Lực quát, ai là anh của cậu? Thứ bại hoại như cậu, không xứng đáng với thú tháp, mau cút cho khuất mắt ta. Thường Tiểu Trạch ở bên cạnh cũng xen vào mà nói, Hùng Năng nói đúng, ai kêu cậu gọi là anh. Thường Tiểu Trạch nháy mắt với Trước Đại Lực mà nói, cậu nên gọi cậu, biết chưa? Hùng Năng không nghe hai người ba hoa, hắn quát, mau tránh sang một bên, muội muội của ta xinh đẹp như hoa. Trai đều như Trương Đại Lực ngươi cho dù có 10 tên cũng không xứng với muội ấy, trước đó muội ấy nhìn lầm người, bây giờ ta tuyệt đối không cho phép muội ấy ở bên ngươi. Thường Ca thấy Đại Lực không đáp lời nào thì nói, cậu mau nói mấy câu đi. Trương Đại Lực vậy mà lại đáp, em cảm thấy anh Hùng Năng nói rất đúng. Thường Tiểu Tráng há hốc mồm định giải vây cho Trương Đại Lực mà nói, Hùng Năng, hãy nể mặt tôi mà tha thứ cho cậu ấy. Chúng tôi có được một con thú sơ sinh biết nói, muốn dùng thú tháp để kiểm tra tiềm lực của nó. Hùng Năng nghe thấy thú vật mới sinh mà đã biết nói thì ngờ vực lắm. Hắn nhăn mặt mà quát, các ngươi tưởng các ngươi là viện trưởng à mà có thể đi thâm hải bắt thú sơ sinh, hơn nữa con vịt của viện trưởng sau khi thành niên nó mới biết nói. Trương Đại Lực thấy vậy thì vỗ vào mặt con thỏ mấy lần rồi gọi, đừng có ngủ nữa, dậy nói chuyện đi. Trương Đại Lực dục dã thế nào con thỏ cũng ỉu xìu không chịu nói. Hùng Năng thấy vậy thì quát, được rồi, đừng có giả vờ nữa, trò này vô dụng, ngươi đừng nói cầm một con thỏ sống, cho dù lấy một đĩa thỏ nướng qua đây, tôi cũng không tha cho Trương Đại Lực. Nghe tới đây đột nhiên con thỏ cau mày giận dữ mà quát, con thú hai chân kia, ngươi mới là thỏ nướng, thú hai chân dám mạo phạm chủ nhân như ngươi, sẽ bị nướng thành xiên người. Hùng Năng há hốc mồm mà phun ra mấy chữ, vãi trưởng, ta không nghe nhầm đó chứ, nó còn thật sự biết nói. Thường Ca lúc này hỏi, Hùng Năng, ngươi cũng biết giá trị của nó đúng không? Sau này giá trị của Trương Đại Lực không chỉ như hiện tại, muội muội của ngươi theo hắn không thiệt đâu, hãy tha thứ cho hắn đi. Hùng Năng nắm chặt thanh đao trong tay mà hỏi, Đại Lực, ta có mấy câu muốn hỏi, ngươi có dám trả lời hay không? Trương Đại Lực đáp, anh Hùng cứ hỏi.
Vậy mà tên khốn Hùng năng diễn rất sâu, còn đọc cả lời thoại tuyên thệ trong đám cưới mà hỏi Trương Đại Lực, ngươi có thể đảm bảo, cho dù sinh lão bệnh tử, giàu sang hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, cho dù nghịch cảnh, thuận cảnh đời người, vào lúc muội ta cần ngươi nhất, ngươi có thể từ bỏ tất cả để ở bên em gái ta, mãi mãi không rời hay không? Trương Đại Lực nghe vậy thì hết hồn đáp, không thể. Thường Ca ở bên cạnh nghe vậy hết lời khuyên can nhưng Đại Lực vẫn khăng khăng không thay đổi. Hùng năng xám mặt mà quát, người mau cút ra cho ta. Hùng năng lấy thanh bảo đao chém về phía Đại Lực. Thường Ca vội lớn giọng, Hùng năng, đừng giận, người trẻ tuổi nói chuyện dễ kích động mà. Thường Tiểu Tráng đứng chắn trước Đại Lực mà nói, mau trả lời lại lần nữa, trả lời mấy câu vừa nãy của Hùng Ca đi. Đại Lực cúi đầu mà nói, anh Thường, em hỏi anh, nếu là anh sẽ trả lời thế nào? Thường Ca thản nhiên mà nói, đương nhiên là tôi từ chối rồi, người anh em, nữ nhân quá đẹp cậu không nắm chắc được, nhưng anh có thể. Hùng năng nghe hai người chém gió thì điên tiết quát, hai người còn không mau cút, ta sẽ giết đó. Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài cửa tháp cắt ngang xung đột của mấy người. Huyền Hạo, thuộc tinh linh tộc, dẫn theo hai con thú cưng trông vô cùng dữ tợn tiến vào mà hỏi, người kiểm tra có đó hay không, thú cưng của ta cần phải tiến hành kiểm tra. Hùng năng đáp, ta chính là người kiểm tra đây, không phải người của học viện nhân tộc, nếu muốn kiểm tra thì phải trả tiền gấp đôi. Huyền Hạo chỉ vào người hắn rồi nói, tinh linh tộc của ta không thiếu tiền, mau đưa hai mãnh thú của ta đi kiểm tra. Lúc này con mèo ú đột nhiên hiện ra mà thông báo với Đại Lực rằng, phát hiện tinh linh tộc, đây là nhiệm vụ dài hạn. Đại Lực nghe thấy mấy từ này để hỏi lại nó, nhiệm vụ dài hạn là cái gì? Mèo ú sảng khoái mà đáp, nhiệm vụ dài hạn là thu thập tinh huyết của vạn tộc. Đại Lực nhíu mày mà hỏi nó, thu thập tinh huyết vạn tộc là nhiệm vụ gì? Huyền Hạo của tinh linh tộc lúc này đúng đối diện Đại Lực đột nhiên cất tiếng hỏi, ngươi cũng thử kiểm tra à? Thường Ca đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích, tên này là học viên học viện tinh linh vì vua tinh linh đời trước để lại một bảo tàng cực lớn, cho nên nổi tiếng là giới rích kít tại học viện vạn tộc. Thường Ca ghé vào tai Trương Đại Lực và nói, tinh linh tộc khá ngạo mạn, vẫn luôn xem thường nhân tộc không có kỹ năng thiên phú, cho nên mối quan hệ với nhân tộc không được tốt lắm. Huyền Hạo chỉ vào con thỏ trong tay Đại Lực mà nói, cậu cầm một con thỏ qua đây kiểm tra, không phải là lãng phí tiền hay sao? Nói rồi hắn khua tay mà nói, tinh linh tộc chúng ta cho dù nhiều tiền cũng không làm ra mấy chuyện này đâu. Tên tinh linh tộc tự hào chỉ vào hai mãnh thú đứng bên cạnh mình và nói, mau xem hai con mãnh thú của ta, đây mới là thú cưng xứng đáng kề vai tác chiến, con thỏ của người lên chiến trường, trừ bị nướng cho mọi người ăn thì căn bản không có tác dụng gì. Đại Lực nghe vậy thì giận quay sang Hùng Năng mà nói, Hùng Ca, tên này xem thường nhân tộc chúng ta. Hùng Năng cũng chỉ vào Huyền Hạo mà nói, nơi này là thú tháp nhân tộc, tinh linh tộc các ngươi có tiền, nhưng tốt nhất đừng có quá hống hách. Huyền Hạo giận mà đáp lời Đại Lực, nói láo, ta xem thường con thỏ của ngươi thì liên quan gì đến nhân tộc cơ chứ? Hơn nữa nhân tộc các ngươi trừ con vịt kia, quả thực không có chiến thú nào quá mạnh, đây là sự thật. Trương Đại Lực lại đứng bên cạnh mách lẻo mà bảo với Hùng Ca rằng, tinh linh tộc ép người quá đáng, xem thường trình độ thú cưng của nhân tộc, tuyệt đối không thể nhịn được, thú cưng nhân tộc ta tuyệt đối mạnh hơn 100.000 lần tinh linh tộc. Huyền Hạo thấy miệng lưỡi của tên Trương Đại Lực này lắc léo không xương thì quát, ngươi bớt thêm dầu vào lửa đi, ngươi dám nói chiến thú nhân tộc mạnh hơn chiến thú tinh linh tộc ta cả 100.000 lần, ta thấy ngươi đúng là điên rồi đấy. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.